Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin mở trang 174. Câu Bê Phở. Kinh Lăng Nghiêm Bồ Tát Đại Thế Chí dạy: thanh tịnh niệm Phật liên tục, không cần vay mượn bất cứ pháp gì khác, tâm tự khai mở. Đúng không chư vị? Đúng. Đây là Bồ Tát nói trong kinh, chắc chắn phải đúng. Cái câu này để trả lời cái câu ô phía trước, là người phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, nên dù có niệm Phật cũng còn phải trì thêm nhiều chú, đọc nhiều kinh khác thì phá nghiệp mới được vãng sanh. Thì chính cái câu này trả lời cho cái câu trước. Đại Thế Chí lại nói rằng là thanh tịnh niệm Phật, không còn vay mượn bất cứ một pháp gì khác, thì tâm tự khai mở. Tâm mà bây giờ không mở thì nhờ cái phương pháp là thành tâm niệm Phật liên tục, một đường mà đi vãng sanh về Tây Phương thì tâm khai mở thành đạo. Ngài Quán Đỉnh Pháp Sư nói rằng đến cái thời mạt pháp rồi thì kinh sám của Phật không còn đủ mạnh cứu người trong thời mạt pháp, chỉ còn câu A-di-đà Phật mà thôi. Như vậy mình so sánh ra Ngài Quán Đỉnh Đại Sư nói có khác gì Ngài Đại Thế Chí trong kinh Lăng Nghiêm đâu. Ngài Lý Bình Nam là một người cư sĩ trong cái thời này. Ngài nói rằng là tụng bao nhiêu kinh, tụng bao nhiêu chú, tu bao nhiêu pháp môn, thì đến lúc lâm chung chỉ còn câu A-di-đà Phật mới hữu dụng để cứu người vãng sanh. Thì Ngài Lý Bình Nam nói cũng đâu có khác gì kinh Phật nói. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, vì nghiệp chướng sâu nặng mới cố gắng trì giữ một câu A-di-đà Phật mà thoát nạn. Chứ nếu mà một người nghiệp chướng sâu nặng mà đi những con đường phá nghiệp thì vô phương cứu chữa. Vì hàng Bồ Tát có thể làm được công chuyện này, còn hàng phàm phu chúng ta thì nghiệp chướng quá ư là sâu nặng, không còn cách nào có thể phá được nghiệp. Mà chỉ nhờ cái phương pháp gọi là đới nghiệp, ma nghiệp, phú nghiệp mà chúng ta được có cơ hội vãng sanh về Tây Phương để thoát vọng sinh tử luân hồi. Chính vì vậy mà chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng nói rằng thời mạt pháp này, muốn được thành tựu thì chỉ người nào nương theo cái pháp niệm Phật mới có thể vượt qua cái sáu đường luân hồi. Còn tất cả những con đường khác thì ức triệu người tu tìm một người thực sự là thành tựu, khó vô cùng, gọi là hạng nhất đắc độ. Cho nên xin thưa với chư vị, chư tổ nói lời Phật nói, và chúng ta cứ nghe theo lời Phật, theo lời tổ, quyết lòng giữ một câu A-di-đà Phật thì có cơ hội vãng sanh. Nếu sớ đi nhiều con đường lang thang, xin thưa với chư vị, tại sao Phật nói rằng là đến thời mạt pháp này ức triệu người tu tìm khó ra một người chứng đắc? Như vậy chẳng lẽ Phật bỏ hết tất cả những kinh điển của Phật nói sao, chỉ giữ một câu A Di Đà Phật sao? Xin thưa với chư vị, thực sự nó có cái căn cơ của nó. Cái căn cơ phàm phu mà tìm những cái phương pháp của hàng Bồ Tát tu trì thực sự khó vô cùng. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy rằng là chúng ta đang niệm Phật ở đây là để có cơ hội thoát vòng sanh tử đâu. Nếu chúng ta sởi tâm phân đo dụ dữ, chỉ cần một niềm tin chao đảo, nhất định bị thối chuyển, không còn có cái phương thức nào khác để mà nghĩ đến cái câu chuyện vượt qua sinh tử luân hồi. Khó lắm đấy chứ vậy. Câu quy: kinh vô lượng thọ Phật dạy, chuyên nhất niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì mới được vãng sanh tịnh độ.
đúng hay sai? Đúng. Đây chính là cái tâm chỉ của phương pháp niệm Phật. Cái tâm chỉ của phương pháp niệm Phật là tín nguyện hạnh. Cái tối kỵ của phương pháp niệm Phật là nghi ngờ, là xen tạp và gián đoạn. Nghi ngờ hại cho cái niềm tin. Một người mà nghi ngờ tức là niềm tin chao đảo. Vì niềm tin chao đảo cho nên thành ra không vững dạ mà đi, vô tình đường đi không chuyên nhất. Vì không chuyên nhất nên sau cùng đứng giữa ngã 5, ngã 7, ngã 10 đường, không biết đường nào chọn lựa. Chỉ còn một tâm ý phân vân do dự trong lúc lâm chung là đủ cho chúng ta đầu hàng nghiệp chướng, theo nghiệp chướng thọ nạn. Vì niềm tin không đủ cho nên không mạnh dạn tin rằng một câu A-di-đà Phật trọn đủ giúp cho mình vượt qua 6 đường luân hồi. Thành ra mới vội vã chạy vay những phương pháp phá nghiệp của chư vị tự lực, vô tình một đường thì đi nhị lực, một đường thì đi tự lực. Tự lực cũng không xong, nhị lực cũng không thành, sau cùng không biết đi đường nào cả. Chính vì thế mà Ngài Ngũ Ích Đại Sư mới nói cái tội nghiệp nhất của chúng sanh trong thời mạt pháp này chính là niềm tin không đủ, chính là sức định không có. Đi tới một niệm Phật đường, thấy người ta niệm Phật, mình cũng vô niệm Phật, kiêm chúc phước. Thấy người ta tu thiền, cũng chạy theo giữ câu thoại đầu để tìm cách minh tâm kiến tánh. Thấy người ta tụng chú phá nghiệp, mình cũng tới tụng chú để phá nghiệp. Thấy người ta lập hạnh, đầu đà, bưng bình bát, khất thực, mình cũng bắt chước xin bình bát, khất thực. Ngài nói, vô tình rồi, sự sự không xong, việc việc không thành. Đây là cái tội nghiệp nhất của chúng sanh trong thời mạt pháp. Chư tổ thường hay dạy, người mà tham ăn thì nhai không kỹ, mà nhai không kỹ nuốt cho nhanh vô bị trung thực. Cho nên người mà cứ tu hết cái này, tu cái khác, cái gì cũng tu, thường thường bị trung thực. Trung thực tức là sao? Móc cổ ra, móc cổ ra tiếc. Xin thưa với chư vị, cho nên khi mà chúng ta nhận thấy rằng là hàng phàm phu, thì không còn cái con đường nào khác là phải nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà. Để một cái cơ hội này mình mới mang cái nghiệp, gọi là đới nghiệp, phủ nghiệp, phục nghiệp lại mà đi về Tây Phương Cực Lạc. Ai dạy mình như vậy? Chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta như vậy. Thời mà pháp ức triệu người tu hành, tìm ra một người chứng đắc thành đạo, khó lắm đấy, khó như mò kim đáy biển đi chư vị. Chư vị có cái kim á, đem ra cái hồ cá phía sau này, liền xuống, rồi chư vị tìm thử coi, có được hay không, đừng nói là đem cái kim mà liền xuống biển. Chính vì thế mà chúng ta phải biết, gọi là biết trạch pháp một cách vững vàng. Đừng có nên mà để cái tâm mình nó chao đảo, rồi cũng giống như ách nạn của hàng triệu triệu người tu hành, mà sau cùng đành đoạn theo nghiệp thọ nạn. Cũng có thể chư vị hướng chúc phước, nhưng mà hầu hết bị nạn. Vì chính Đức Thế Tôn có nói rằng, đến cái thời này rồi, cái thân người này nè, khó lấy lại lắm đấy, gọi là nhân thân nan đắc đấy. Ngài nói không phải là cái thân này đâu, khi mà xả bỏ bố thân mà lấy lại được thân người không có dễ. Một cái chứng minh cụ thể là chúng ta cứ đi nghiên cứu đi, hãy tìm 1.000 cái người chết, tìm đâu ra một người khi chết xong lưu lại thân tướng tốt đẹp. Lưu lại thân tướng tốt đẹp là cái hiện tượng có thể vượt qua 3 đường ác hiểm đấy. Tìm đâu cho ra chứ vậy, rõ ràng khó vô cùng. Chính vì vậy mà chúng ta phải biết cẩn thận vô cùng đường đi nước bước để có cơ hội, gọi là cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhớ nghe chư vị, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy chuyên nhất niệm Phật
cầu sanh Tây Phương Cực Lạc ta mạnh dạn chuyên nhất hay không? Nếu người nào mạnh dạn chuyên nhất, chứng tỏ rằng niềm tin đã vững. Người niềm tin đã vững thì nhất định chuyên nhất. Người chuyên nhất niệm Phật là người niệm Phật thành tục. Người niệm Phật thành tục thì cơ duyên vãng sanh Tây Phương thành tục. Người có cơ duyên vãng sanh thành tục là người sẽ niệm Phật thành tục. Xin thưa thực với chư vị, hiện tượng vãng sanh đến ngày nay chúng ta không còn cách nào đếm được nữa, riêng ở Việt Nam chúng ta không. Nhưng mà nói như vậy chư vị đừng có nghĩ rằng là chúng ta tu như thế này là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chưa chắc. Nếu niềm tin chao đảo một chút, nếu tâm thượng mạng sinh ra một chút, coi chừng một chút xíu như vậy chúng ta vướng ách nạn của nghiệp chướng như thường. Chứng tỏ hồi hôm qua mình nghe một người đồng tu ở tại một đạo đàng đó mà ra đi năm tuần rồi không hay. Chỉ vì ở chỗ đó hình như niềm tin không vững vàng gì hết. Bạn đồng tu của mình ra đi cũng không tố chức hộ niệm cho đàng hoàng. Đúng là niềm tin không vững. Đúng là khinh thường pháp hộ niệm. Trong khi ở những nơi khác, người ta chuẩn bị từ đầu kìa. Chưa bệnh người ta đã lo hộ niệm rồi. Trong khi cái người đó đã bệnh mấy năm nay rồi, đã đến lúc sắp chết rồi mà cũng chịu lo hộ niệm cho người ta. Không ngờ tới được. Pháp hộ niệm cứu người. Không chịu theo pháp hộ niệm làm sao cứu người trong cái thời này. Oan uổng, thực sự là oan uổng. Câu E là, người tu hành không có chủ định, gặp đâu tu đó, thì sau cùng tâm trí thường rối bời, khó có thể vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, đúng không chư vị? Đúng. Đúng là Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói mà. Cái gì cũng tu, thì sự sự không thành, việc việc không xong. Đây là một cái tệ nạn đáng thương nhất của người học Phật trong thời này. Rõ rệt đấy. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Ngài nói là người nào thành tâm niệm Phật thì từng giờ từng phút khai mở tự tánh, từng phần tự tánh khai mở ra. Mong chư vị nghe những lời của chữ Đại Bồ Tát mà quý đánh giác Bồ Tát. Các vị mà thành Phật trên cõi Tây Phương là nói niệm Phật từng phần khai mở tự tánh. Những người muốn tìm cái đạo lý cao diệu có hiểu rằng là từng phần khai mở tự tánh là cảnh giới gì không? Xin thưa chư vị, mở một phẩm vô minh, chứng một phần pháp tăng, gia nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm sơ trụ Bồ Tát. Mở hai phần sanh tướng vô minh, chứng hai phần pháp tăng, nhị trụ Bồ Tát. Đối với chúng ta các ngài thuộc về Phật rồi đấy. Ai làm được như vậy? Chính người niệm Phật làm như vậy mà không hay. Nếu chúng ta là thượng căn thượng cơ, niệm câu A-di-đà Phật, từng phần mở, từng phần pháp tăng. Nếu chúng ta là phàm phu, mở không được, niệm Phật với lòng chí thành chí kính, A-di-đà Phật đưa ta về Tây Phương. Đưa ta về Tây Phương, ta gặp Ngài Phổ Huyền Bồ Tát anh đó, Ngài ôm ta, tại sao chư vị lại may mắn vậy? Lại có phước báo vậy, ta tu vô lượng kiếp rồi ta mới tới đây. Các vị tu có một đời, tới đây rồi. Tại vì sao? Những vị mà pháp thân đại sĩ trên cõi Hoa Nghiêm, các ngài còn phải tu với niệm Phật nữa, mới trở về Tây Phương Cực Lạc được. Mới một đời các ngài thành tựu. Còn nếu ở tại cõi Hoa Nghiêm, các ngài phải
Phá từng phẩm vô minh, sanh tướng vô minh. Các ngài phải trải qua ba đại A Tăng Kỳ kiếp mới lên được tới đẳng giác Bồ Tát. Mong như vậy phải hiểu được thế nào gọi là cao, thế nào gọi là thấp. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đã đánh giác Bồ Tát rồi, ngài cũng phải niệm Phật trở về Tây Phương, ngài phải một đời thành Phật. Còn không thì ngài phải tu một đại A Tăng Kỳ kiếp nữa để phá một phẩm sanh tướng cuối cùng, thành diệu giác Bồ Tát. Chính vì vậy mà các ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí đều niệm Phật trở về Tây Phương hết, cho nên cao nhất cũng là tại câu A Di Đà Phật. Mà bình thường nhất, gần gũi nhất cũng là một câu A Di Đà Phật. Đúng là trên là thánh, dưới là phạm. Một câu A Di Đà Phật tề thâu một đời thành đạo. Mong chư vị vững tâm vững trí niệm câu A Di Đà Phật để vãng sanh một đời thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Lời Phật dạy thiên tha, chắp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.